Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình Zero to Hero. Đây là nơi chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về tối ưu hóa và phát triển trong kinh doanh qua những câu chuyện thực tế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tôi là Thảo Vân và đồng hành với tôi trong chương trình là tiến sĩ Ngô Công Trường, nhà sáng lập và giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn giáo dục John Partners. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok và podcast. Quý anh chị có thể đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo sớm nhất từ chương trình. Vâng, xin chào anh Trường. Hôm nay chúng ta sẽ nói về khó khăn và cơ hội của ngành du lịch Việt Nam. Và trước khi vào vấn đề ngày hôm nay thì em xin tổng kết lại một số cái facts của năm 2020 vừa qua. Là năm 2020 thì dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến sự tăng trưởng của ngành du lịch thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Theo thống kê cho thấy thì ngành du lịch thế giới đã thiệt hại khoảng 3,3 nghìn tỷ USD, tương đương với 4,2% GDP toàn cầu. Và theo thông báo cuối năm của Tổng cục Thống kê thì năm 2020 khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt khoảng 3,7 triệu lượt, có nghĩa là đã giảm 80% so với năm 2019. Vậy thì anh nghĩ ngành du lịch cần phải làm gì bây giờ để có thể tồn tại trong thời gian này? Rồi, cảm ơn Vân rất nhiều ha. Rất là cảm ơn Vân và rất là vui cái dịp trao đổi lại với Vân với lại tất cả các bạn. Thật ra chủ đề du lịch đợt này là chủ đề cực kỳ hot luôn. Và như năm ngoái anh cũng có trả lời một số cái chương trình về du lịch. Tuy nhiên năm nay là cái tâm trạng với cảm xúc trả lời du lịch nó rất là khó khăn. Chắc là Vân cũng biết là hôm nay là Sài Gòn quay trở lại mùa Tết lockdown số 2 rồi. Vâng. Thành ra là tình hình du lịch nó rất là khó khăn. Riêng ở Việt Nam á, thì cái du lịch từ đây tới cuối năm thì chắc là nó khá là ảm đạm. Nhưng mà tình hình du lịch chung của các quốc gia trên thế giới khi họ có cái miễn dịch cộng đồng, có cái vaccine rồi thì nó trở nên đỡ hơn nhiều. Thì một số cái triển vọng dành cho du lịch á, thì anh nghĩ là chắc phải năm 2022 khi mọi thứ ở Việt Nam nó trở lại khá là bình thường. Tức là bây giờ trạng thái là the new old new normal. Chứ không phải là the new normal nữa. Thì từ giờ tới cuối năm thì chắc là cả toàn dân căng sức ra chống dịch. Thì tới năm sau bắt đầu là khi mà mọi người đã trở lại là bình thường, khi mà vaccine được phổ biến rộng hơn, khoảng tầm trên 50%, và mình cố gắng control tốt thì mình sẽ trở lại khá là bình thường. Thì nếu mà trở lại bình thường đó thì cái đầu tiên mình phải tập trung vào đó chính là du lịch nội địa. Tại vì du lịch nội địa này là cái cứu cánh, ngay cả năm 2020 thì du lịch nội địa phải tập trung vào. Thứ hai á, là nếu mà du lịch muốn phát triển nữa thì tập trung vào những cái specialty, tức là những du lịch đặc thù, du lịch của địa phương, local insight. Tại vì ở đây á, Việt Nam mình có rất nhiều cái hay. Ngay cả người Việt nha, anh nói thật là người Việt có thể là đi rất nhiều quốc gia trên thế giới nhưng mà Việt Nam đi chưa hết. Đúng không? Đó. Và khi mà mình đi cấu gia sang thế giới xong rồi, mình về lại mình đi Việt Nam thì mới nhận ra được rằng là cha, cái chỗ nhà mình nó gần như vậy, nó nhiều cái điểm hay ho như vậy mà mình còn chưa đi, mà mình đi đâu cho nó xa, đúng không? Đó. Và thứ ba là cái việc là các cái chương trình du lịch có thể kết hợp một số cái chương trình kết hợp. Ví dụ nè, du lịch địa phương kết hợp với là du lịch trải nghiệm. Thứ hai là du lịch địa phương kết hợp với là du lịch cộng đồng. Thứ ba là du lịch địa phương kết hợp với lại du lịch ẩm thực. Thứ tư là du lịch địa phương kết hợp với là du lịch là sinh tồn survival, hay là cái cuối cùng là du lịch địa phương kết hợp với lại học hỏi. Tức mình vừa đi du lịch mình vừa học, thì đó là những cái mô hình anh ví dụ. Thì trong buổi ngày hôm nay chúng ta có thể là khai thác nhiều hơn và đào sâu nhiều hơn về các mô hình. Đặc biệt là anh cũng có biết là Vân là một cái người rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng về các kênh du lịch cũng như là các kênh hướng dẫn cho cộng đồng. Thì hôm nay rất là vui để chia sẻ với nhau về nhiều khía cạnh hơn về du lịch. Cảm ơn Vân. Vâng, em rất là cảm ơn anh Trường ạ. Từ khi mà làm, hiện tại em đang làm YouTube về kênh du lịch để quảng bá cho văn hóa, ẩm thực và du lịch của Việt Nam. Em thấy là Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều phong cảnh đẹp, rất là nhiều đồ ăn ngon. Thậm chí em là người Việt Nam 100%, khi mà em đi ra nước ngoài và quay trở về Việt Nam, em thực sự đã tìm thấy cái lý do để em có thể học lại cái văn hóa của mình và đi tìm hiểu sâu hơn những cái ẩm thực và những cái nơi mà mình chưa khám phá ở Việt Nam. Và đúng như anh nói là hiện tại trong cái thời điểm khó khăn này thì khách nội địa là những cái thành phần có thể cứu cánh cho cái nền du lịch của Việt Nam. Vậy thì cái tương lai của du lịch, của ngành du lịch sau đại dịch là gì? Bây giờ thì em biết Việt Nam đang thử nghiệm cái hộ chiếu vaccine cho khách nước ngoài ở Phú Quốc và sắp tới sẽ triển khai vào một số tỉnh thành khác. Vậy thì anh nghĩ là khi nào Việt Nam sẽ chắc chắn mở cửa? Nói chắc chắn thì không phải, nhưng mà cứ predict đi.
là khi nào Việt Nam sẽ mở cửa cho cả khách quốc tế nữa. Và anh nghĩ là sau cái đợt dịch Covid này thì các công ty nước ngoài có đầu tư nhiều hơn ở Việt Nam không? Bởi vì Việt Nam đang giữ một cái thái độ vào nửa cái tình trạng của Covid đó, thì Việt Nam đã tỏ ra là mình rất là giỏi trong cái việc đối lại với cả Covid. Đấy, thì anh nghĩ là tương lai của ngành du lịch Việt Nam sẽ như thế nào? Rồi, cảm ơn Vân. Thì anh trả lời thành hai ý nha. Thứ nhất là cái đầu tiên thì anh cũng đã trả lời từ năm ngoái á. Tức là ở Việt Nam mình á, mình cứ nghe là mục tiêu kép đúng không? Thì chắc là Vân cũng biết cái mục tiêu kép này rồi. Thì ở nước ngoài á, khi đặc biệt là anh đang là chuyên gia của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thì khi anh làm với các chuyên gia ở Mỹ á, thì họ nhận định rất rõ ràng. Giờ bên mình có hai mục tiêu, phải đẩy lùi dịch bệnh trước rồi mới phát triển kinh tế. Thành ra khi anh làm với Mỹ từ đầu năm 2020 á, thì họ đã nhận định là mọi thứ về nền kinh tế tại Việt Nam nếu mà back to normal á, là trở lại bình thường á, thì nhanh nhất vào tháng 5 2022. Và khi anh làm việc với lại các công ty ở Silicon Valley á, đặc biệt là anh làm việc với lại Apple á, thì họ có gửi thư mời cho anh là quay về lại Silicon Valley nhanh nhất vào tháng 5 2022, mà thông báo cho anh là đầu năm 2020, tức là họ foresee cho mình là 2 năm rưỡi. À, như vậy thì em nhìn thấy tình trạng của Việt Nam á, thì nhanh nhất mình nếu mình có vaccine cộng đồng á, thì 70% thì nó phải tới giữa năm sau. Thì đó là cái điều đầu tiên. Thứ hai á, là cái hộ chiếu vaccine hay là mình có một cái khu dạng là cách ly thành phố á, thì cái này đúng ra là Việt Nam vẫn đang làm sớm. Tức là năm 2020 em biết là khi mà Mỹ, châu Âu và rất nhiều quốc gia trên thế giới đang là bị một cái khủng hoảng về vaccine. Hay là trước đó là không phải khủng hoảng về vaccine mà khủng hoảng về Covid. Tức là rất nhiều ca chết, rất nhiều ca bị bệnh mỗi ngày đúng không? Đặc biệt như em thấy Mỹ năm ngoái là tệ hại luôn. Nhưng mà lúc đó Việt Nam là một trong những idol, Việt Nam là một trong những điểm sáng của thế giới. Nhưng mà khi mà người ta đã back to normal sớm hơn mình, từ một cái vũng buồn, thì bây giờ Việt Nam mình là bắt đầu đang lay hoay. Thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc, anh thực sự tiếc cho Việt Nam. Tại vì năm ngoái Việt Nam là idol. Việt Nam năm ngoái có hai chỉ tiêu, một là có cái việc mà quản lý Covid tuyệt vời. Thứ hai là vẫn tăng trưởng được kinh tế, theo báo cáo của nhà nước mình là GDP vẫn tăng. Như vậy đó, hai điểm rất tuyệt vời. Thì quay về lại đây á, thì mình nên làm như thế này nè. Thứ nhất, mình nên cấp hộ chiếu vaccine càng sớm càng tốt. Tại vì sao? Nước ngoài á, họ đã chích vaccine rồi, thì mình có cái giấy chứng nhận, mình đem ra đây mình cho họ vào, không vấn đề gì cả. Thứ hai á, là nguyên tắc về cách ly isolate á, thì mình cho họ riêng một khu. Thì không có nước nào mà thuận lợi như Việt Nam á, là đất nước mình hình chữ S. Anh đang nói về du lịch nè. Chữ S thì chữ S này á, nó có đặc biệt là chữ S này có vài dấu chấm đó. Đó, nó có vài quần đảo đúng không? Vài dấu chấm đó. Nên bây giờ mình nói chữ S và S 2 chấm, chữ S không được không được. Thì ở đây nên chia sẻ là mình nên chọn những cái vùng mà nó thực sự cách ly và chả liên quan gì tới ai. Ví dụ Phú Quốc, hay là thứ hai là ví dụ như Vân Đồn ngoài Quảng Ninh, hay là một số cái vùng mà nó rất là đặc thù, ví dụ như là Đà Lạt hay là Nha Trang, Cam Ranh. Đó là những cái đặc thù mà mình khi cách ly ra nó chỉ là thành phố du lịch thôi đó. Hay là ví dụ như em thấy là ở Việt Nam mình có Hội An. Hội An hoàn toàn có thể cách ly thành một cái thành phố riêng biệt. Mà Hội An á, thì anh đi rất nhiều nơi trên thế giới, thì anh nghĩ rằng Hội An nó nên đặt cái tên là Hội An Town thôi, chứ Hội An City nó tiếc cho Hội An. Vì có những chỗ mình không cần phải city, mình cứ town là mình sống tốt rồi đó. Nhưng mà em thấy ở Mỹ nó có Yorktown đúng không? Cái town đó vô là thấy hoành tráng rồi. Thì mình hoàn toàn có thể biến Hội An thành một khu như Bangan ở Myanmar. Thế là em đi vào có kiểm soát, đi ra kiểm soát. Và đi vào, em biết là khi anh đi Bangan ở Myanmar đó, nó có cái phiếu, xong đi vào nó bán những cái phiếu này, nó hỏi là mày ở đây 3 ngày hay 5 ngày. Nó cho mình cái sticker, mỗi ngày nó đóng cho mình một cái sticker 3 ngày 5 ngày để kiểm soát ra vào. Nhưng em biết là Hội An có một lần là mình bán vé đi vào khu du lịch á, bà cô mới phản ứng. Thì đó là anh nói về mindset thôi. Thì quay về lại ý số 2, anh chia sẻ là mình trước mắt mình hoàn toàn có thể biến 3 đến 5 điểm tại Việt Nam thành những khu cách ly độc lập. Nhưng khu cách ly này, anh ví dụ nha, khi em tới Phú Quốc, nếu em là một khách nước ngoài hoặc là nếu mà khách nội địa em tới Phú Quốc và anh có thông báo nè, nếu em tới Phú Quốc, thứ nhất em phải chích vaccine được 2 mũi nè. Thứ hai là khi em đi vào và đi ra em ở đó 14 ngày. Thì Phú Quốc hay là Vân Đồn hay là Cam Ranh hay là Hội An là những cái nơi mà make sure được rằng là những nơi đó em ở 14 ngày em không có chán. Thì anh chia sẻ thêm một chút ý cuối cùng là trong ngành du lịch á, anh khi anh tư vấn cho các công ty du lịch hàng đầu ở Việt Nam và trên thế giới á, thì có một cái khái niệm trong tối ưu hóa về du lịch anh luôn phải tư vấn, đó chính là stay one more night. Tức là em biết là có những thành phố, có những địa điểm mình tới mình chơi từ sáng đến chiều không còn gì để chơi, nó chán lắm. Thành ra anh ví dụ một nơi rất đặc biệt ở Việt Nam là Quy Nhơn. Em tới Quy Nhơn em biết. Anh chưa tới Quy Nhơn đúng không? Chưa. Bây giờ nếu em tới Quy Nhơn thì anh khuyên em phải dành tối thiểu là 3 đến 5 ngày em mới đi hết Quy Nhơn lận. Còn cách đây mà 20 năm, khi anh tới Quy Nhơn, anh dẫn em anh thi đại học á, anh để sáng đến chiều là anh chán ngắt không biết đi chơi gì đó. Thì
Thì nguyên tắc á, là trong du lịch em phải cho người ta stay one more night, tức là đi tới người ta ngủ là một đêm, ngày hôm sau người ta phải chơi cái gì đó để người ta ngủ là thêm một đêm nữa. Thì khi người ta stay one more night thì cái spend người ta nó mới nhiều, đúng không? Thì ở Quy Nhơn bây giờ em tới nè, em có FLC là em ở 3 ngày em chơi chưa hết. Em có safari, em có golf, em có tắm biển, em có chơi. Rồi em có các cái chỗ khu du lịch mà sau này họ làm, ví dụ như là Eo Gió Kỳ Co, em chơi 2 ngày chưa hết. Hay là em ăn hết cái món ăn Quy Nhơn, ăn 3 ngày chưa hết. Thì như vậy đó là cái địa điểm du lịch rất là tuyệt vời. Và nó cách ly hoàn toàn, nó không đụng với những chỗ khác về mặt logistics, về mặt giao tiếp, giao thông hay là về mặt kinh tế. Thành ra ở đây á, Phú Quốc em ở 7 ngày, 14 ngày vẫn ok. Thành ra ở đây là một cái concept mà khi anh học ở các thành phố của Barcelona hay là Madrid ở Tây Ban Nha đó, họ luôn khiến cho mình ở Barcelona 14 ngày chơi thoải mái luôn. Anh ở Barcelona 14 ngày anh về anh còn tiếc nữa, là ít quá. Đó, thành ra là quay về lại á, cái việc mà ý số 2 của anh muốn chia sẻ là mình hoàn toàn có thể làm việc này và làm sớm lên. Và mình rất là mạnh dạn để mình làm việc này. Và anh nói thật là không ai làm tốt Covid như những nước như Việt Nam. Tại vì ở bên nước ngoài á, cái tính dân chủ nó cao quá. Thành ra khi mà em quản lý về tính dân chủ nó cao, em không thể cấm người ta đeo khẩu trang, không thể cấm người ta ra ngoài đường. Nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể làm được như vậy. Nên mình hoàn toàn có mức control trong cái cộng đồng. Vâng, đúng rồi. Mình là mang tính cộng đồng rất là cao, Đúng rồi. và mình có một cái tinh thần đoàn kết cũng rất là cao Chính nữa, như là xác. một cái bó đũa vậy. Chính Ở xác. bên nước ngoài thì là người ta rất là tôn trọng cái quyền tự do cá nhân, nên là một bó đũa chỉ đơn lẻ thôi thì rất là dễ bị bẻ, nhưng mà mình là cả một bó đũa, thế nên là rất là tốt. Và cái câu hỏi tiếp theo của em là anh nghĩ là hiện nay á thì Việt Nam của mình, như anh chia sẻ là mình nên tăng cường những cái trải nghiệm hơn này, hay là có những cái complementary products, có nghĩa là xen kẽ những cái trải nghiệm với cả những cái mà đã sẵn có, như là cảnh đẹp, đồ ăn đó. Vậy thì Việt Nam anh nghĩ là ngoài những cái đó ra thì cần phải bổ sung hay là thay đổi điều gì nữa để có thể thu hút được cả khách nội địa lẫn khách nước ngoài, như là về bảo tồn giá trị văn hóa hơn này, hay là tiếp cận một cái lối sống xanh hơn hay như thế nào đó, thì anh nghĩ là dịch vụ này cần phải thay đổi như thế nào để có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn. Rồi, cảm ơn Vân. Thực ra nếu mà trả lời câu hỏi này của Vân, anh phải trả lời 10 ngày 10 đêm là đó. Và chắc phải viết một cái proposal dài khoảng 100 trang dành cho ngành du lịch Việt Nam. Thì cũng rất là may mắn là anh đã từng hướng dẫn các luận văn thạc sĩ tiến sĩ cho Việt Nam về du lịch. Thì anh chỉ trả lời rất nhanh một số cái điểm gọi là top of mind trong thời lượng chương trình này thôi. Cái đầu tiên mà mình cần phải thay đổi đó chính là văn hóa du lịch. Cái đầu tiên, văn hóa du lịch. Anh ví dụ một số văn hóa mình cần phải thay đổi nè. Ví dụ như văn hóa về bảo vệ môi trường, về rác thải, văn hóa về bán hàng rong, văn hóa về ăn xin trên đường, hay những cái văn hóa mà khi mình đi tới mình tương tác với họ về du lịch đó. Ví dụ như mình cứ đeo bám một khách du lịch, mình bán hàng hoài nó sẽ tạo ra một cái thiện cảm xấu đi. Hay là văn hóa về chặt chém, văn hóa về về mình phục vụ không tốt, thì tất cả mọi thứ như vậy liên quan tới văn hóa du lịch là đó là điều đầu tiên mình cần phải thay đổi. Thứ hai là cái mà mình đừng học đâu xa, mình học Anh láng giềng của mình là ở Thái Lan thôi. Không biết là khi mà Văn đi Thái Lan, Văn để ý nè, tất cả người dân Thái Lan đều là đại sứ du lịch. Anh có một Ai cái, cũng cười đúng đúng rồi, ai cũng cười. Và có hai cái điều mà anh rất ấn tượng tại Thái Lan, anh rất ấn tượng. Vậy anh đi rất nhiều thành phố ở Thái Lan và anh đi phượt nhiều lắm, thì anh rất ấn tượng tại vì anh tới một cái chỗ, cái đảo nó rất là hoang vắng, thì anh mới hỏi đường. Thì anh vào một cái tiệm tạp hóa, cái hai bác nó cũng già lắm, thì anh vào anh hỏi là cho mình hỏi là cái đường đi xuống cái bãi biển ở đâu vì có cái chợ đêm ở đó. Thì anh hỏi bằng tiếng Anh, tất nhiên anh không biết nói tiếng Thái rồi. Thì anh hỏi tiếng Anh thì anh rất ngạc nhiên khi cụ ông đi ra nói là sorry I cannot speak English. Wow, anh nghe một câu xong anh nổi da gà luôn. Anh nói trời ơi, không biết tiếng Anh mà nói được câu này. Thì anh mới phát hiện ra rằng là du lịch Thái Lan người ta dạy cho tất cả người dân Thái Lan á là phải học được câu này. Ai cũng nói được câu này hết á. Nên là nếu mà em may mắn em gặp một người nói tiếng Anh tốt, người ta sẽ trả lời em một câu tiếng Anh luôn. Còn nếu không gặp được tiếng Anh thì người ta trả lời em câu đó. Em trả lời câu đó xong em cảm giác như thế nào? Em rất là vui đúng không? Và em surprise wow đúng không? Thì lúc đó tự nhiên thấy rất là cảm tình với Thái Lan. Cái điều số 2 mà anh rất thích từ Thái Lan á là em đi hỏi người ta, ví dụ em hỏi là cái chợ nổi của Thái Lan nó như thế nào, thì người ta đều nói wow excellent, đó là cái nơi mà mày phải tới, mày không tới là mày tiếc lắm, và mày không tới chợ nổi mày không ăn là có vẻ mày chưa tới Bangkok, mà chưa tới Thái Lan. Thì khi anh tới chợ nổi xong thấy wow, cái chợ này nó đâu có gì đặc biệt đâu, nó cũng như cái chợ ở Cần, còn thua cái chợ ở Cần Thơ nữa. Thì sau đó anh mới nhận ra rằng tất cả mọi người đều là đại sứ du lịch. Thì tương tự như vậy về Việt Nam cũng vậy, tất cả mọi người phải là đại sứ du lịch hết á. Thì anh chia sẻ một lần á, anh là người miền Trung, xong anh đi tới công viên Asia Park ở Đà Nẵng á, thì anh mới hỏi bác bảo vệ, anh mới hỏi bác ơi cho hỏi là công viên Asia Park nè, trong đó nó có gì mà bán vé 200 nghìn vậy bác? Thì bác mới nói ồ, nghe tiếng con là biết người miền Trung rồi, đồng hương với bác nè. Thì bác nói cho nghe nè, trong đó chả có khỉ gì hết.
Trời thì cái này anh gặp rất nhiều lần ở Việt Nam, thành ra điều này là điều rất nguy hiểm. Thành ra anh quay về lại số 2 là hãy biến tất cả người dân mình trở thành là đại sứ du lịch. Và anh tin chắc rằng cái này anh đi rất nhiều ở Việt Nam, anh đi tất cả thành thành ở Việt Nam rồi, và anh đi hơn 40 quốc gia trên thế giới rồi. Anh tin chắc rằng là có vô số điểm ở Việt Nam đẹp hơn rất nhiều so với ở Thái Lan, ở Indonesia. Và đặc biệt so với, nếu mà so với Singapore hay so với Hàn Quốc á, là nó là những cái công trình nhân tạo. Mình là công trình tự nhiên, thành ra mình đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên là mình không biết nói về nó. Đó. Và cuối cùng thứ ba là anh đề xuất cái này là tầm vĩ mô. Tức là mình phải tell a story. Mình phải có một cái người marketing về một cái thương hiệu quốc gia. Thì anh nói Thái Lan rồi nha, và anh nói về một quốc gia khác, ví dụ như Philippines. Khi Philippines á, thì anh đi nước ngoài á, đặc biệt là anh đi cái hội chợ ở Đức, Anuga ở Đức á, thì anh thấy là Thái Lan á, họ quảng cáo là Kitchen of the World. À, thấy một cái câu slogan này hay quá, nhà bếp của thế giới. Tức là khi nhắc tới Thái Lan là người ta sẽ nói về nhà bếp thế giới, và sau này người ta mới chuyển thành cái câu là Amazing Thái Lan. Đó. Thì sau đó anh mới thấy Philippines thì họ không biết là sẽ làm gì, vì nấu ăn thì cũng không ngon đúng không? Em qua Philippines thì em thấy là đất nước thì nếu mà tùy chỗ, có chỗ ô trục thì rất là lộn xộn, còn cái chỗ The New Manila rất là xịn, mà đi Palawan thì lại là di sản văn hóa thế giới như Đầm Phong Nha. Thì cuối cùng á, Philippines sẽ ra một cái câu anh rất ấn tượng tới bây giờ luôn, là Vân có biết câu slogan của Philippines Em không không? biết ạ. Slogan của Philippines là Task by Design, tức là dịch sang tiếng Việt nôm na là hãy nếm trải, hãy trải nghiệm bằng cái thiết kế. Thì sau đó anh mới phát hiện ra rằng là tất cả những cái bao bì, tất cả những cái sản phẩm, những cái thiết kế trên cái sản phẩm thương hiệu về dịch vụ hay là sản phẩm vật lý, họ làm cực kỳ đẹp. Và em để ý đi, cái ruột giống nhau nhưng cái bao bì nó khác nhau sẽ tạo thành hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau đúng không? Và giá trị hoàn toàn khác nhau. Và sau khi mà Task by Design của Philippines ra thì quốc gia lân cận là quốc gia Myanmar, họ mới học ngay phần đó. Em biết là cách đây năm 2013 14 anh, khi anh đi Myanmar, anh ngồi trên chiếc xe buýt, anh đi từ Yangon qua Mandalay, anh đói bụng quá. Anh mới nói là cái tiệm tạp hóa này mày có cái bánh nào mà cho tao ăn không? Thì nó đưa cho anh một cái bịch bánh mà giống như hồi nhỏ, bịch bánh mà bánh quy mà nó chả có thương hiệu gì đó. Cái nó mới nói anh là đây là bịch bánh ngon nhất ở đây. Anh mới nói à, cảm ơn, nhưng mà mày có cái bánh nào mà có cái thông tin sản phẩm không? Là cái bánh này thương hiệu gì, có đắt như thế nào, làm ra từ cái gì, chứ mày đưa tao một cái bịch trắng trắng như vậy làm sao dám ăn được. Cái đó làm sao được, cái này tao ăn đầy như vậy luôn. Thì anh mới nhớ là cách đây 20 năm hồi nhỏ mình cũng ăn vậy, nhưng mà mình không có quan tâm. Thì anh mới nói thôi bây giờ mày kiếm giùm tao cái bánh nào mà có thương hiệu đi. Thì nó móc dưới đáy tủ ra một cái bánh, nó nói đây bánh này, nhưng mà lưu ý nha, tao nói trước là bánh này nó mắc lắm á, mày có tiền mới mua được nha. Thì nó rút ra một cái bánh nó cũ kỹ lắm, tại vì lâu không ai mua. Thì cuối cùng nó ra cái bánh tên là Funnel Pie của Phạm Nguyên chứ không được Choco Pie nữa nhé. Thì lúc đó mình nói wow, qua tới đây ăn cái bánh xịn nhất ở Myanmar là bánh Funnel Pie của Phạm Nguyên. Anh mở ra anh thấy cái đát nó hết hạn luôn rồi. Thì sau đó anh nói thôi trình trình đó, nhưng đó một cái trải nghiệm cho anh thấy là à, vì sao Philippines họ làm Task by Design. Và như vậy quay về lại Việt Nam mình phải làm một cái việc gì đó. Đây là lý do vì sao như anh chia sẻ bữa trước á, là Hà Nội phải bỏ 10 triệu đô cho BBC để quảng cáo hình ảnh Hà Nội là như thế nào trên BBC. Như vậy chúng ta không cần phải mất 10 triệu đô đâu, chúng ta phải nhắc về cái gì để cho khi nhắc về Hà Nội, nhắc về Việt Nam, nhắc về Hồ Chí Minh, người ta sẽ biết ngay là như thế nào. À, ý cuối cùng muốn chia sẻ là anh với Vân đều là những người đi nước ngoài rất nhiều, và đặc biệt là cũng đi học, đi làm ở nước ngoài. Thì có một cái điểm là mình đều tự hào dân tộc, nhưng một cái điểm không thể phủ nhận được á, là không biết khi mà Vân lần đầu tiên qua Mỹ á, khi người ta hỏi em là where you from thì em nói I'm from Việt Nam á, rất nhiều người trốn mắt là người ta không biết Việt Nam nằm ở đâu. Em có trường hợp nào gặp như vậy không? Vâng, rất là À. nhiều ạ, và đó chính là lý do chính tại sao em làm YouTube về về Việt Nam, Đúng hoặc không? là họ chỉ biết Việt Nam qua chiến tranh hoặc là phở thôi. Đúng rồi. Đó. Xong một số người hỏi là Việt Nam mày có điện không? Xong hỏi anh là đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà mày thì có Sốc bị luôn. súng bắn không? Thì anh mới hiểu ra rằng lúc đó anh trả lời như này, lúc đó anh trả lời là ồ, mày không biết Việt Nam hả? Việt Nam tao là nằm bên cạnh Singapore với Thái Lan, mày có biết không? Nó ờ, hai thằng đó thì tao biết nhưng mà Việt Nam không biết. Thì lúc đó về rất là ấy nấy, anh nói ồ wow, hai thằng đó chút xíu à so với mình, mà tại sao nó biết Thái Lan, biết Singapore mà không biết mình, trong khi mình phải trả lời là mình bên cạnh hàng đó thì nó mới biết. Thì đó là cái việc số 3 như anh nói, là cái marketing hình ảnh quốc gia, national brands, và từ national brand nó sẽ quay về lại từ company brands, và nó sẽ giúp ích cho toàn dân. Giống như tại sao một cái thương hiệu là made in US đúng không, hoặc là made in Thái Lan với là made in Việt Nam thì nó có sự phân biệt. Và nó thì làm sao sau này mình phải là có một cái niềm tự hào là Made in Việt Nam hoặc là Made by Việt Nam đó, thì nó đều là cái thương hiệu mình tự hào, và đó là một cái điều mình đi ra. Khi mà anh đi qua Mỹ, anh vào chợ anh mua nước mắm nè, mua mắm nêm, mắm tôm nè, anh thấy wow toàn tiếng Việt hết nhưng mà Made in US.
Đó là cái điều rất là buồn. Thì đó là cái ba cái điểm mà trong thời gian có hạn anh chia sẻ với Vân. Còn nếu mình có thời gian nhiều hơn chứ chia sẻ 10 ngày 10 đêm mới Và em rất là thích hết. những câu chuyện của anh, nó rất là thực tế và nó nói lên một điều là đi du lịch là về trải nghiệm, mà khi mà người ta có một cái trải nghiệm tốt thì người ta mới có lý do để quay lại cái đất nước đấy. À, người ta phải yêu con người, yêu ẩm thực, yêu cái nơi đấy thì người ta mới đến lại cái nước đấy, đúng Chính không ạ? xác, chính xác. Và quan trọng hơn hết là phải bắt nguồn từ cái phẩm chất, cái cốt lõi của con người. Và việc đó thì không thể giải quyết bằng một cách nào tốt nhất, trừ khi là chúng ta giáo dục từ nhỏ những cái người công dân của chúng ta, để chúng ta có một cái nguồn, cái niềm tự hào. Cái niềm tự hào phải từ trong tim ấy, chứ không phải là nói tự hào là mình tự hào đâu. Mình phải biết lý do tại sao mình tự hào về cái đất nước của mình, và làm như thế nào để mình có thể truyền tải được cái thông điệp đó cho các bạn bè trên thế giới, để mọi người có thể đến thăm Việt Nam nhiều hơn. Và ngoài những cái ý anh nói ra thì em còn thấy là Việt Nam mình có thể xây dựng những cái cơ sở hạ tầng để nó mang cái tầm tầm cỡ quốc tế hơn. Và bây giờ em thấy Việt Nam mình cũng đang tiến triển rất là tốt trong cái công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng đó. Và cái thứ hai là vấn đề về bảo vệ môi trường. Mỗi cá nhân cần phải học được cái cách là không được vứt rác ra đường, phải bảo vệ cái nguồn khí quyển chung, và phải làm mẫu, phải làm gương cho tất cả những người khác. Và cái thứ ba đó là bảo tồn văn hóa của dân tộc nhiều hơn, đó là đi ủng hộ những người minority, những người dân tộc thiểu số, và giữ được những cái nét văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Thì em nghĩ là nếu mà mình làm được những cái điều mà hai anh em mình vừa nói thì ngành du lịch Việt Nam của chúng ta sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Và cái câu hỏi cuối cùng em muốn hỏi là, thực ra là trong cái rủi cũng có cái may. Có nghĩa là trong cái tình hình này thì em được biết là 95% những cái công ty lữ hành quốc tế đã phải ngừng hoạt động trong thời gian này. Nhưng mà trong cái thời gian này thì đã tạo nên được rất là nhiều cơ hội, ví dụ như là mặt bằng có vẻ rẻ hơn này, và thị trường có vẻ là ít cạnh tranh hơn. Thì có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi là: anh Trường ơi, mình có nên khởi nghiệp trong lúc này không, và khởi nghiệp thì mình nên khởi nghiệp về vấn đề gì, về cái dịch vụ như thế nào? Thì anh có thể cho em biết cái suy nghĩ của anh về vấn đề này được không? Rồi, cảm ơn Vân. Đầu tiên là nó thích cái mindset của em, cái tư duy của em. Thì anh muốn tặng một câu của ông Lý Gia Thành, Lý Kha Shin á. Thế là cái từ nguy cơ của Việt Nam là từ rất là hay. Là trong nguy có cơ. Thành ra anh biết không, ngày hôm qua khi mà có thông báo về Sài Gòn lockdown á, thì anh nhắn liền cho cái network của anh và nhân ngay cho nhân viên của anh là hãy suy nghĩ xem có initiative, tức là anh chưa nói tới ideas nha. Initiative là có những cái khởi xướng nào không, có cái bất chợt cái gì không để mình tận dụng cái cơ hội này. Đúng không? Chứ không phải nào ngồi chờ hoài, ngồi chờ và cầu nguyện hoài nó vẫn vậy à. Thành ra trong nguy có cơ và nguy càng lớn thì cơ càng nhiều. Đó, thì quay về lại ở đây anh trả lời luôn là khi trong ngành du lịch á thì mình phân ra thành inbound với outbound. Thì ở đây á, khách inbound là khách nội địa, nãy anh nói rồi, là tập trung tối đa về nội địa. Có một cái điều mà các bạn khởi nghiệp á, thứ nhất là anh lời khuyên đầu tiên là có khuyên lập công ty khởi nghiệp hay không, thì không riêng gì Covid, bất kỳ thời điểm nào muốn khởi nghiệp thì cứ khởi nghiệp. Mà trước khi khởi nghiệp thì nhớ đọc quyển sách Smart Up của anh là 10 điều cần tránh trước khi khởi nghiệp. Tức là phạm vào một trong 10 điều đó đừng khởi nghiệp, vậy thôi. Rồi sau đó xong thì trả lời sau, nếu mà say yes xong rồi á thì chắc chắn là khởi nghiệp về du lịch á. Thì nó có một số ý như này nè. Ý đầu tiên á là thị trường inbound, là thị trường khách nội địa. Có một cái việc mà người Việt của mình mà chưa khai thác được tốt hoặc là chưa làm tốt á, anh xin phép anh phải dùng từ như vậy. Sorry nếu mà đụng chạm với các bạn. Là người Việt mình chưa hiểu hết người Việt. Mà cái từ ở đây anh dùng từ tiếng Anh là từ local insight. Local insight là thấu hiểu địa phương. Em mà chưa hiểu người Việt, em chưa hiểu địa phương thì lấy gì đâu ra mà em đi khai thác cho cái địa phương đó và em phục vụ địa phương. Mà để những công ty nước ngoài họ vào đây để họ hiểu được người Việt, hiểu được địa phương thì tưởng là mình thua ngay đây sang nhà rồi. Anh có một cái việc khi anh trao đổi với lại các chuyên gia ở Mỹ, họ hay nói anh câu này nè, Trường, cho tôi hỏi là vì sao xứ mày thích ăn nước mắm? Vì sao xứ mày lại hay đi xe máy? Mà vì sao xứ mày hay xài tiền mặt? Trong khi ở xứ tao á là ăn bơ sữa, không ăn nước mắm. Thứ hai là cũng không đi xe máy, đi xe hơi không à. Mà không bao giờ xài tiền mặt, xài credit card, không ai ra đường mà không có credit card hết á, không thậm chí không có là chết luôn á. Thì anh mới nói đơn giản lắm, bây giờ tao hỏi ngược lại mày, mày có trả lời được không? Lời khuyên của tao đơn giản á, là khi mày qua Việt Nam gặp tao chỉ cho. Cậu đừng có bắt thời gian để hiểu vì sao ăn nước mắm. Tương tự như mày, tao qua Mỹ tao gặp mày. Thì ở đây cái local insight thấu hiểu địa phương, người Việt của mình phải làm đầu tiên. Và người Việt của mình phải chịu khó làm KYC, tức là phân tích được khách hàng của mình hiện nay hành vi như thế nào, người Việt của mình ra sao. Thứ ba là mình phải biết được là các địa phương của mình như thế nào. Mình phải đi hết tất cả rồi mình hiểu được từng địa phương nó có đặc thù là gì, đặc sản địa phương là gì. Mình phải hiểu chứ mình không hiểu mình làm lớp phớt này bề mặt á. Thì thứ nhất là anh nói là khách inbound ha. Thứ hai là khách outbound, khách ở nước ngoài.
Thì thời điểm này là thời điểm vàng để mình làm. Vàng là sao? Trên thế giới bây giờ là chỗ nào cũng bị Covid, đúng không? Và khi mà đi du lịch á, họ sẽ bị cùn chân, tức là em nhốt người ta trong ở nhà 1 năm, ok, nhốt người ta 2 năm là bắt đầu người ta cùn chân, giống như em nhịn đói 2 năm vậy đó. Thì khi mà nó rút cái nút thắt của chai ra thì giống như chai champagne, nó là sparkling, à, nó tỏa sáng, nó bùng ra, thì bà con ùa ra đi du lịch, đúng không? Lúc này tiền không phải vấn đề, nó vấn đề là giờ được đi ra khỏi nhà thôi đó, chứ ở nhà chịu hết nổi rồi. Thì lúc đó Việt Nam là một trong những điểm đến cực kỳ an toàn và cực kỳ thú vị. Thành ra mình làm cái việc đó cho outbound. Và như em nói, ở nước ngoài 95% cái công ty du lịch là phá sản. Ở Việt Nam á, không phải 95% đâu, 99% luôn. Và ngay cả các công ty lớn rất lớn như Vietravel, Sài Gòn Tourist gặp vô cùng khó khăn. Và có nhiều bạn anh á, là công ty 2.000 người trước Covid, còn bây giờ còn lại 2 người. Họ mất 30 năm để xây dựng đế chế và nó tan biến trong 2 năm. Và nếu mà để recover lại những công ty đó thì mất lại 30 năm. Nhưng mà điều thú vị là đây là cái cơ ở đây dành cho các bạn khởi nghiệp, anh đang nói cho bạn khởi nghiệp nha. Còn các anh bữa nào có thời gian phân tích cho các công ty lớn. Cái cơ ở đây là sao? Cái Covid này nó khiến cho mình bấm nút reset tất cả mọi người về lại mạch xuất phát. Thì hồi xưa ví dụ nha, em khởi nghiệp mà em nghĩ trong đầu em đi cạnh tranh với lại Vietravel, Sài Gòn Tourist, Agoda với Booking thì thôi bỏ qua đi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ reset chạy lại. Thì bây giờ là không phải là to hay nhỏ mà ai nhanh hơn. Bây giờ là không phải là cá to nút cá bé mà cá nhanh nút cá chậm. Và thứ hai Bây giờ là là cá, vào vào lại vạch xuất phát. đúng rồi, và là xuất phát. Thứ hai là cá rất nhanh nút cá nhanh. Và ở đây là mô hình về lean, mô hình tinh gọn, mô hình linh hoạt, đó là nó khiến cho người ta đi nhanh. Và thứ ba là trong đợt này người ta đã educate sẵn là du lịch online rồi. Thật ra em sẽ thấy nè, các công ty làm du lịch trực tuyến virtual, ví dụ như là ngay cả Mỹ luôn, các cái bảo tàng ở Mỹ là nơi đặc sản của Mỹ, anh đi Washington là anh đi tất cả bảo tàng. Thì bây giờ ở nhà em ngồi đây em được đi bảo tàng Washington, em đi được bảo tàng Louvre của Pháp. Hồi xưa mà đi tới bảo tàng Louvre đi tuần chưa hết, đúng không? Còn bây giờ em ngồi ở đây bật vi tính lên coi, muốn vô Leonardo da Vinci tới cái chỗ đó coi, nhanh gọn lẹ khỏi xếp hàng có mua vé. Thì tương tự như vậy, virtual ở Việt Nam cho người ta touch vào những cái điểm đó. Và em hoàn toàn là làm được như vậy. Thứ hai á, là mình hướng dẫn khách đi qua đây, mình cũng có thể khởi nghiệp được và thêm môi trường online. Và bây giờ là mình cạnh tranh lại bằng cách là mình design những cái package, những cái gói. Cái gói ở đây mình phải design cho người ta luôn 7 đến 14 ngày hay là chương trình dài dài như vậy người ta làm gì. Thì lúc đó như anh nói mình có những cái additional, tức là khi người ta qua đây, additional là gì? Người ta đi du lịch đúng không? Kết hợp người ta đi trải nghiệm. Ở Việt Nam mình có vô số điểm để đi survival. Đó, ví dụ như hôm trước anh có nói với Vân là đi Grand Canyon á. Anh chỉ tiếc là cái cung đường survival của Việt Nam á là bị những người đi trước hủy hoại. Đó, thành ra là mình làm hàng loạt thứ đó, mình có thể educate lại và mình làm từ từ lại. Và mình hoàn toàn có thể có cơ hội rất lớn trong đợt này. Thành ra ở đợt này nè, công ty nào lớn mới dễ chết chứ công ty nhỏ khó chết lắm. Đó. Và đây là thời điểm anh nghĩ là nếu mà có bạn nào muốn khởi nghiệp vào du lịch thì hãy làm ngay. Thì anh tặng một câu trước khi kết thúc chương trình á, là người ta nói là có hai thời điểm để khởi nghiệp và hai thời điểm để làm. Một là cách đây 100 năm, hai là ngay bây giờ, right now. À, Đúng còn rồi. nếu mà trễ một ngày nữa thì sẽ chậm mất một cơ hội ha. Rồi, cảm ơn Vân. Vâng, chính xác. Những chia sẻ của anh rất là có ý nghĩa và em nghĩ là các bạn trẻ cũng như là những người đang và sẽ kinh doanh đã học được rất là nhiều từ những cái kinh nghiệm mà hai anh em mình chia sẻ. Bởi vì em thấy là đúng là trong cái rủi có cái may, mình nên bắt đầu ngay từ bây giờ và chỉ khi mà mình làm thì mình mới biết được là những cái rủi ro tiếp theo của nó là gì và mình có thể học được từ đó. Và những cái công ty nhỏ bây giờ thì em lại thấy nó lại có một cái lợi thế hơn là ít người hơn, thì cái process nó sẽ nhanh hơn so với những công ty lớn và đúng những rồi. cái capital hay là tiền bỏ vào nguồn nhân lực hay là những expenses khác thì nó đúng cũng sẽ ít hơn cho những cái công ty nhỏ và nhất rồi. là công ty startup thì Đúng nó rồi. dễ đào tạo các đội ngũ nhân viên hơn của mình hơn. Bây giờ Đó. là mình là môi trường là Berlin. Thứ hai Đúng ấy, rồi. là như em nói ấy, là cái process và quy trình nó tinh gọn ấy, Đúng thì rồi. mình có một cái lợi thế số 3 anh muốn bổ sung chỗ này luôn là Vâng. môi trường về cross border và borderless. Tức là bây giờ xuyên biên giới rồi. Và thứ hai là không biên giới. Chứ không không giống như hồi xưa. Hồi xưa anh nói thật là em như em cũng vậy đó. Hồi xưa mà nói là đi Mỹ anh cũng không biết Mỹ nằm ở đâu. Đó. Trong bây giờ là xuyên biên giới cross border borderless. Thành ra mình làm rất là nhanh trong các việc là mình liên kết với nhau. Thành ra đó là một cái cơ hội ha. Bổ sung thêm ý là mình sẽ có thêm nhiều kiến thức hơn và mọi người sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn, thì em rất là thích điều này. Rồi, cảm ơn À, em. và vâng, không chỉ có ngành du lịch mà tất cả các doanh nghiệp đang bị chịu hậu quả nặng nề từ Covid và sắp tới các doanh nghiệp đã phải đào thải rất là nhiều nhân viên và sắp tới sẽ còn phải đưa ra những cái quyết định khó khăn hơn nữa để có thể
trụ vững và có thể phát triển hơn sau dịch Covid, thì đó chính là cái chủ đề tiếp theo mà chúng ta sẽ nói trong chương trình Zero to Hero. Xin cảm ơn anh Hồng Trường và xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình. Rồi, cảm ơn Vân rất nhiều ha. Cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng cái phần chia sẻ của Trường, của Vân với tất cả mọi người sẽ giúp mọi người có một cái thông tin bổ ích. Và hẹn gặp lại mọi người trong chủ đề rất hot tuần sau, làm thế nào để sống sót trong mùa dịch. Tất cả mọi người đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu chủ đề này đã giúp ích cho anh chị thì đừng quên đăng ký theo dõi và chia sẻ để tạo động lực cho chúng tôi làm thêm nhiều video giá trị như thế này nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.